Chào mừng các bạn đến với kênh 24 giờ nóng hổi. Vâng, thưa các bạn, trong bản tin ngày hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu chân dung ba hoa hậu làm rạng danh Việt Nam ở đấu trường nhan sắc quốc tế. 1. Hoa hậu hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thủy Tiên. Tối ngày 4 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Thúc Thủy Tiên, đại diện của Việt Nam, đã xuất sắc vượt qua 59 thí sinh đến từ khắp nơi trên thế giới giành vương miện hoa hậu hòa bình quốc tế năm 2021 trong đêm chung kết tại Thái Lan. Thủy Tiên gây ấn tượng mạnh với nhan sắc nổi bật, sự bản lĩnh và tự tin qua các vòng thi trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và phần hùng biện bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Thái. Khi Thủy Tiên được xướng tên ở ngôi vị hoa hậu, hàng triệu khán giả và cả làng giải trí Việt đã vỡ òa vì sung sướng, tự hào. Mạng xã hội và các trang báo ngập tràn thông tin hình ảnh Thủy Tiên cùng chiến thắng vang dội của cô tại Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021. Người đẹp 23 tuổi được đánh giá đã tỏa sáng trong suốt hành trình 18 ngày dự thi. Trong ảnh, Thủy Tiên khoe vẻ sexy khi diện váy dạ hội Cubat dự thi bán kết hôm ngày 2 tháng 12. Việc Việt Nam có đại diện đăng quang ở một cuộc thi thuộc top 5 hàng đầu nhan sắc uy tín hàng đầu thế giới không chỉ khiến đông đảo khán giả trong nước quan tâm. Báo chí, truyền thông nước ngoài cũng đưa tin. Thủy Tiên sinh năm 1998, cô cao 1m71, số đo 3 vòng lần lượt là 85, 58, 94. Cô từng đạt danh hiệu Á Khôi Nam Bộ năm 2017, vào top 5 Hoa hậu Việt Nam năm 2018 và thắng giải Người đẹp nhân ái. Cùng năm, Thủy Tiên đại diện Việt Nam thi Hoa hậu quốc tế năm 2018 ở Nhật Bản nhưng không đạt thành tích cao. Sau 3 năm, nhan sắc, kỹ năng của Thủy Tiên dần dần hoàn thiện giúp cô được cử đi thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế năm 2021 và đã đạt thành tích. 2. Hoa hậu trái đất Phương Khánh. Năm 2018, người đẹp Phương Khánh là cô gái đầu tiên mang vinh quang về cho Việt Nam khi vượt qua 87 thí sinh để giành vương miện Hoa hậu trái đất trong đêm chung kết tổ chức tại Philippines. Đại diện của Việt Nam đạt thành tích tốt ở nhiều vòng thi chính và phụ, đồng thời gây ấn tượng với phần thi ứng xử. Cô tự tin trả lời lưu loát bằng tiếng Anh, trong khi nhiều người đẹp khác phải nhờ phiên dịch. Phương Khánh ghi dấu ấn lịch sử khi là thí sinh Việt Nam đầu tiên lên ngôi ở một trong 5 cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Thời điểm đăng quang Hoa hậu trái đất, Phương Khánh mới 23 tuổi, bằng tuổi Thủy Tiên lúc thi Hoa hậu Hòa bình quốc tế. Người đẹp quê ở Bến Tre, cao 1m72, nặng 51kg, số đo 3 vòng là 90, 58, 94. Trước đó, cô đoạt ngôi Á hậu 2 cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu năm 2018. 3. Hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang. Ca sĩ chuyển giới Hương Giang cũng từng gây sốt khi đăng quang tại Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018. Cô đã vượt qua 27 thí sinh đến từ các nước trên thế giới để giành vương miện trong đêm chung kết tổ chức tại Thái Lan vào tháng 3 năm 2018. Đây là lần đầu tiên Việt Nam có đại diện tranh tài ở sân chơi này. Vì thế, việc Hương Giang chiến thắng là bất ngờ lớn đối với khán giả. Trong đêm chung kết, Hương Giang thể hiện nhan sắc nổi bật cùng bản lĩnh sân khấu ấn tượng. Mỗi khi xuất hiện, người đẹp Việt Nam nhận về nhiều lời tán thưởng từ khán giả. Trong phần thi ứng xử, câu trả lời của Hương Giang cũng được nhận xét là nhỉnh hơn hai người đẹp còn lại trong top 3. Hương Giang sinh năm 1991, cô trở thành hoa hậu chuyển giới quốc tế khi mới 27 tuổi. Người đẹp cao 1m7, nặng 52kg, số đo 3 vòng là 86, 62, 90. Trước đó, cô là ca sĩ nổi tiếng, từng dự thi Thần tượng âm nhạc năm 2012. Nhờ danh hiệu Hoa hậu chuyển giới quốc tế năm 2018, Hương Giang được đông đảo khán giả quan tâm, yêu mến và ngày càng hot trong làng giải trí Việt. Vâng, thưa các bạn, bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Các bạn xem video thấy hay thì hãy đăng ký kênh, like, chia sẻ kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.